Welcome to December Hotel Nha Trang. Chào mừng các bạn đến với khách sạn December Hotel và cùng chào đón Vlog nghỉ dưỡng tại khách sạn của Hạt Nhài Family nha các bạn nha. Chú chú. Bác yêu, đi đâu đi các bác yêu? Tôi đi Nha Trang bác yêu. Pamela. Hai chân. Long gì hả con? Năm. Năm. Eight, seven. What's the difference? Bell. Nghĩ thoát nên lên ra sao, tụi mình cũng đều hài lòng. Chỉ có tôi hài lòng thôi. Điên. Đâu, con đi vào đi xem bờ ạ. Xem bờ gặp ba. Nào nhá, mời con đi với cô Kim Anh nhá. Ok. Còn ba với mẹ sẽ đi một mình nhá. Long Hạt Nhài đúng không? Long gì? Thế còn Kim gì? Kim Anh. Hải gì? Hải tôi. Một tuần to, tay là to, tay là không. Có to không? Không, thế thôi hết. Thôi, nó bảo thôi. Con chưa ạ, con vừa mới vào đến đây. Không, đừng chờ anh thế. Lên phòng chơi đi bạn đi. Cảm ơn bác xuống cởi giày nhá. Bác cởi giày trước khi vào nhá. Cởi giày. Con ơi cởi giày đã, đi ra cởi giày nào. Cởi giày ở để ở ngoài này. Để ở ngoài này con ạ. Giá giày ở ngoài này con nhá. Đúng rồi, cởi giày đúng rồi, là con tháo ra đi. Ừ, đúng rồi. Tháo từ gót con ạ. Con cất giày không? Tham ơi đi ra cất giày đã. Con cất giày không? Đây, tủ giày ở ngoài này, con đi ra đây cất đi. Đúng rồi. Siêu. Ông đâu rồi? Đâu? Ông đâu? Ông. Ủa, ủa anh xia, ấn thang máy cho ba nè. Ấn số 1 cho ba. Ôi giời, xia. Thơm ba một cái nào. Wow. Ôi xia. Con nhớ chiếc túi này chưa? Hello Nha Trang. Bam có thích không Bam? Thích ạ. Bam có vui không Bam? Vui. Bam có cực kỳ vui không? Cực vui. Con tên là Nguyễn An Hải. Rồi. Con của ba Hải.
tuổi. Hải Long. Con của. Năm. Hôm nay ăn xúc xích không? Xích xác. Xúc xích. Xích xác. Mẹ con tên là Kim gì? Kim Anh. Tam có chít không ba? Chít à. Tam có gì không ba? Tam có cực chi vi không? Tam ơi, bây giờ nhà mình đi ăn nem lụi nhá. Ba, hai, một, kawaii. Let's go, let's go. Tao mà đi xe máy đi. Đi xe máy chơi không? Đây của ai mà xinh thế? Nha không? À. Như Thái. 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 Nghĩa. Như Thái. Trong. Ok không ba. Mũ của con đâu? Còn con thì không đội nhá. Ok. Học nhá. Ở biển nhá, ngắm sóng nhá. Con còn thích chim không? Có à? Ở Nha Trang thích không con? Hai bàn tay xả vai.
Thế Bam đi chơi không Bam? Ôi giời. Vâu vâu kìa, vâu vâu kìa, vâu vâu kìa. Đi xem nhá. Vâu 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 vâu. À, thế bé à? Ok nhá. Ok, thế đi đi. Vâu vâu kìa, vâu vâu kìa. À, có 13 bé hả? Thế đi đây 3 bé nhá. Ok, hai bạn đi. Mẹ bảo, mẹ bảo. Ơ, từ từ, con đi xem cá không? Ok. Đi xem cá nhá. Ok, okay. Và xem sóng biển nhá. Đúng. Nhưng mà cá ở cạnh sóng biển kìa. Nếu mà muốn xem được cá thì phải xem cả sóng. Bây giờ đi xem thử nhá, xem có gì hay không nhá. Đi, 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 cứ đi, đi, cứ đi, đi. Không sợ, bây giờ mẹ con nhúng chân một tí xuống dưới nước thôi. Ngày bé con đã làm rồi mà, mẹ ba chửi cho con ngày nhúng chân xuống nước nhá. Nào, bỏ dép ra nào. Thử thôi, thử thôi, thử thôi. Thử thôi. Nào, đi. Đi. Váy này, mẹ ướt váy này. Đây này, nhìn nhìn mọi người ai ai cũng đứng này. Tất cả mọi người đều đứng xuống nước đây này. Ướt váy. Mẹ ơi, mẹ đây. Không phải trò chơi nữa. Phòng tắm kiu kiu, giường nằm thiu thiu, ghế ngồi chiu chiu, gió mát hiu hiu, vợ con anh triệu view. Em xinh, em xinh. Ờ, anh cảm ơn em. Đâu, anh cẩn thận kéo váy con nhé. Ờ. Thế bây giờ Pam đi xuống nước chơi nhá. Ok. Thế Pam thơm mẹ một cái này. Đi xuống biển nhá. À, được xuống nước nhá. Lần trước mình còn trèo tít tít tận bên kia nhở. Trèo gì? À. Đấy, đang gắn cái này. Nước, 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 nước. Thế thì Bam đứng lên đây vậy, Bam đứng lên đây vậy, Bam đứng lên đây không? Đứng lên đá không ạ? Đứng lên đá cơ, đứng lên đá cơ. À. Có hình ngôi sao không? À thế ba thử nhặt thử nhá. Trái tim sỏi đá, bứt phá tim em. Ra lên Thuyên. Mát trăng thanh, nước mát lành. Vậy con có muốn làm nàng thơ của ba không con? Bye bye biển đi. Bye bye biển. Cảm ơn ba và chiếc khăn. That's